Bị che nhạt nhòa từ King of Rap sang đến Rap Việt, lão khủng LK có gì hay ho? LK huyền thoại của làng nhạc rap đã góp phần tạo nên cú twist ngay tập đầu tiên của Rap Việt mùa 2 khi đổi vị trí từ huấn luyện viên lên làm giám khảo với Rhymastic. Điều này khiến Rap Việt mùa 2 thêm phần thú vị và khán giả càng thêm đón chờ vào sự tung hứng đặc biệt giữa các vị giám khảo huấn luyện viên. Tuy nhiên sau 3 tập, vai trò giám khảo của LK chưa được thể hiện rõ rệt, thậm chí nhiều người còn cho rằng anh đang khá mờ nhạt khi ngồi vị trí ghế nóng của Rap Việt mùa 2. Rhymastic và Just Study ở mùa 1 tạo nên những khoảnh khắc đầy đam mỹ với những cú tung hứng ra trò, thì tại mùa 2, LK và Just Study dường như hai đường thẳng song song, khiến không khí trở nên trầm lắng. Từng giữ vị trí ghế nóng tại King of Rap nên LK được kỳ vọng sẽ đưa ra những góp ý chuyên môn cho thí sinh, nhưng đến nay phần nhận xét của giám khảo vẫn một mình Just Study gánh team. Về cao gây thế chỗ Rhymastic, người vừa có khả năng chuyên môn tốt mà còn có hạt ngôn đang khiến LK gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay, hãy cùng chờ xem LK sẽ làm được gì cho những chặng sau của Rap Việt.